báo Pháp giật tít, tin sét đánh khi nói về huấn luyện viên Trussi. Loạt tờ báo nước Pháp có bài viết đề cập tin sét đánh khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, chia tay chiến lược gia Philippe Trussi. Mối lương duyên giữa bóng đá Việt Nam với huấn luyện viên người Pháp Trussi đã khép lại sau trận thua Indonesia 0-3 tại Mỹ Đình tối ngày 26 tháng 3. Ngay sau trận thảm bại trước đối thủ Đông Nam Á, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã phát đi thông báo chia tay trước thời hạn hơn 2 năm với nhà cầm quân có biệt danh Phù Thủy Trắng. Lãnh đạo VFF cũng cảm ơn huấn luyện viên Trussi đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, đồng thời chúc ông thành công trong thời gian tới. Tin sét đánh, chuyên trang bóng đá Football 365 giật tít, đề cập quyết định của VFF với nhà cầm quân người Pháp, kinh nghiệm của huấn luyện viên Trussi với bóng đá quốc tế dài như sông như bể và ông có một bản lý lịch cực kỳ ấn tượng. Mặc dù vậy, ở tuổi 69, ông đã phải trả giá cho những kết quả đáng thất vọng của Việt Nam. Màn trình diễn kém cỏi trước Indonesia giống như giọt nước tràn ly khiến ông mất chức. Tờ thể thao hàng đầu Pháp RMC Sport cũng có bài viết đề cập huấn luyện viên Đồng Hương thôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ông Trussi nhậm chức huấn luyện viên tuyển Việt Nam hơn một năm trước và hứa hẹn đưa đội lần đầu tới vòng chung kết World Cup 2026. Tác giả tờ RMC Sport tiếp tục, thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Trussi chỉ giành 3 điểm sau 4 trận ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, do đó họ gần như không còn cơ hội đi tiếp. Ngoài ra, đội còn toàn thua 3 trận xếp chót vòng bảng ASEAN Cup tháng 1 năm 2024. Kết quả trên khiến nhà cầm quân người Pháp mất chức cũng là điều dễ hiểu. Huấn luyện viên Philippe Trussi sinh tại thủ đô Paris, từng chơi cho vài câu lạc bộ Pháp trước khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 1983. Còn tờ Le Figaro nhắc lại lời huấn luyện viên Trussi rằng ông muốn đưa Việt Nam tới World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, giành quyền Olympic 2024 ở Pháp. Mục tiêu đầu tiên của huấn luyện viên 69 tuổi coi như không thành. Còn ước muốn thứ hai chưa kịp thực hiện thì ông đã bị sa thải, tờ báo này viết. Nhà cầm quân người Pháp nên duyên cùng bóng đá Việt Nam ngày 16 tháng 2 năm 2023 để thay thế cho tiền nhiệm Park Hang-seo. Hợp đồng có thời hạn tới tháng 7 năm 2026. VFF đã giao chỉ tiêu cho huấn luyện viên Trussi phải vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, giúp U23 bảo vệ huy chương vàng SEA Games và giành lại AFF Cup 2024. Nếu không hoàn thành, ông sẽ bị sa thải. Huấn luyện viên Trussi từng làm giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF từ tháng 3 năm 2018. Trong giai đoạn 2019-2021, ông dẫn dắt thêm U19 Việt Nam, giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2020. Do ảnh hưởng bởi Covid-19, giải đấu này bị hủy. Đến tháng 6 năm 2021, ông hết hợp đồng với PVF nên kết thúc luôn việc kiêm nhiệm ở các đội tuyển trẻ Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, chiến lược gia có biệt danh Phù Thủy Trắng từng có thành tích đưa các đội tuyển châu Phi như Nam Phi, bờ biển Ngà hay Nigeria đến vòng chung kết World Cup. Ông còn giúp U20 Nhật Bản giành vị trí Á quân U20 World Cup 1999, tuyển Nhật Bản vô địch ASEAN Cup 2000 rồi vào vòng 1/8 World Cup 2002. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.